cái trò mà kéo bao bố, cha nào kéo tao giục ra, tao giục tao qua mày cái mương đó. Anh Phước cậu bảy đó, bây giờ thì bây giờ tao lấy tiền bỏ túi rồi ở lại đây chơi đi, tao kéo qua kia tiếp. Cầm cái đón chậu đây rồi. Đi. Đi ông Tắp. Chu Mi nha. Ở đây. Đi ông Tắp. Chu Mi nha. Chu Mi nha. Hai thì gọi chào cô chú chị mình nha. Phương xin chào cả nhà. Chào mọi người. Thì tiếp tục hôm nay sẽ trở lại cái sân cỏ này tiếp tục và sẽ chơi một cái trò chơi là chui vô cái ba bố này chùm lại lú cái đầu ra. Và hai người sẽ đi làm sao còn biết lên tới cái cây này và nhảy lên cái cây này táp dính tờ tiền này thì lấy ra cả nhà. Ai táp trước lấy trước, ai táp sau thì còn chơi nhà thôi. Móc vô họng gán chịu. Trò chơi này là trò chơi có mang tên là cá cha táp, lộn, cá cha táp tiền. Trò chơi là cá cha táp tiền cho cả nhà. Bây giờ là ai chơi trước? Đó thì còn bảy người thương một đội, ông tám với Phước một đội sẽ cử ra hai người, mỗi bên cử ra một người. Vô ông tám. Vô ông tám. Bây giờ ông tám với người thương cử trước đi. Ông tám người thương vô. Lú đầu ra nha. Trò chơi này mang tên là cá cha táp tiền nha cả nhà. Chưa hết thôi. Trung vô diệm này bữa nay nó thử sức. Anh Giang nó trời, anh Giang nè. Tụi mày cao lên miếng. Vậy mày cột lính tao, tao cột lính mày. À, được rồi, được rồi. Mới mới là đau khổ. Nó cột tới nãy luôn á. Anh Thiết là ơi. Ai cái gì mày? Túm ở dưới lên đấy cậu bảy, là cho nó không có cái khoảng trống ở trong cái bao. Mày thả cái chỗ này ra mày, mày điểm quá ta, tao lại điểm rồi. Cậu bảy ơi, xí lần trước lại nè, chưa cứ ngắt rồi luôn cái nè. Đúng rồi, còn gì nữa? Không, bên kia còn, còn bảy gom lại đi. Còn gì nữa? Kéo thì sao nữa? Không, xí chuyện rồi, chó em. Từ từ, anh làm gì là hai tay không có lên được. À, ai cho mày lên? Cho nó thở chứ. Cho anh mở cổ họng luôn ra được không? À. Cho, ta thở cho nó hơi dùng miếng nó nhảy đi, chứ căng quá sao nhảy? Ừ. Rồi chưa? Mày bỏ cái cọc lông gà mày ra đó. Ê cô ấy, bây giờ túm lại quăng ao chắc nước khi nào chết dán lên. Đừng không lấy cái đầu coi con thương ơi. Kìa lỏng cái lỏng, cậu phải kéo căng ra. Đúng rồi. Chặt rồi. Kêu đây là muốn, muốn cột ở dưới nữa hả? Không được nha. Bên đây chặt cứng ngắt luôn. Bảy của nó cũng bảy quá rồi, chung vô nhiệm. Cột hơi lâu nha, các thí chủ. Rồi vô. Thầy tám tay biết đây. Từ từ xét này. Không có cứ bắt cái chân được luôn sao mày chạy. Gì đi qua, gì đi qua. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Bắt đầu chưa? 1 2 3 3 Bắt đầu. Thôi ơi, ơi ơi, thôi nhảy vô được lăng. Nhảy vô được lăng. Tiền ra, tiền ra, tiền ra, tiền ra. Rồi, tắt, 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 tắt. Không lên. Vậy là sao? Vậy là sao? Vậy là ông ta vậy? Ông ta. Cái này. 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 Cái này
Coi nhìn bỏ rồi không làm gì hăng được á. Đề nghị trọng tài cho tài thì thấp xuống biến chứ câu hả? Bây giờ là tới người ta. Dễ lên, dễ lên. Ai leo ta khỏi. Cậu ấy. Trời ơi cứu con. Hôm nay hết thời gian rồi thua. Bây giờ là cho 30 giây đi ngược, 30 giây. 1 2 3 hết. Ba mươi giây đếm ngược nè. 30, 29, 28, 27, 26, 25. Mày đỡ gào vậy mày? Đỡ gào vậy mày? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 hết giờ. Để mở nha. Gà chiến kỳ quá. Không phải đâu. Gà chiến bên này già quá rồi. Hết hơi rồi. Lại tiền hơi cao nha. Sao mà như... Không tới. Tại vì mình lùn quá chứ bộ. Ông bảy ông cột sao ông bảy gỡ đi ông bảy. Người ta cột dễ. Không phải. Ông bảy định ám sát gà bên mày. Rồi mở không được à. Tôi cũng không biết mở cái ca này đâu. Thôi để vậy thì về đi. Tới thầy Bảy với lại Phước Cẩu nha. Vô đây. Trời vị trí mày kiếm trong hô. Đi vô. Bác tám lại cột thầy Bảy bác tám ơi. Rồi bác tám cột thầy Bảy đi quầy thương cột Phước đổi gà. Cho hai gà gần lại nha chứ sao kinh nổi. Nhảy qua đi. Thầy Bảy qua chứ bước qua lại. Hồi sao tao kinh nổi. Rồi ông gà ơi cái tiệm đi kia mà. Thầy Bảy qua đây. Ông Bảy. Ông Tám giết căng lên. Bỏ hai tay vô trong. Còn xong rồi là không được cột lại nha. Rồi ông Bảy ông kéo cái bao kéo ông Tám. Kéo đằng trước lại. Coi đằng trước rồi. Kinh quá. Chết. Nghẹt thở. Không gì trời. Rồi muốn đi. Chát vô thương. Trời ơi thương nó cột tối gà không chặt. Súc gà nó tắp tiền rồi. Cái ảnh hai cột em anh hai. Ở đây. Không. Bây giờ mà cột tuột đó là tụt gắn chịu. Tụt gắn chịu đó. Mấy cột đàng hoàng. Ông Tám cột chắc ông Tám nha. Nè lại gần nè cột phía dưới tao nè. Tụt lại. Tám được cột gì không nhít được luôn. Cậu bảy thử nhít cậu bảy. Mày chết cái cổ tao à? Tao không kịp chạy thì chết mẹ rồi. Mày phải chừa cái cổ cho ta thở chứ. Mày căng cái phần ở dưới được rồi. Sao mà cái bao nó dưới cứ ngắt gì? À, cái gì vậy ta? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cứu tôi trời ơi. Bộ đội bên mày mò quá. Ta. Còn phát gút của nhanh hai. Tám buộc cứ ngắt luôn à. Đâu có cái lỏng chỗ nào đâu mà bò. Rồi chưa? Rồi vô. 1, 2, 3, xuất phát. Ông Tám, từ, ông Tám đưa. Ông Tám bên này. Chúng ta đến đi. Tôi ngồi xuống là chết luôn. 1, 2, 3, vô. Đỡ gà.
cái sau lưng kìa. Đây ơi. Đó vậy cùi tôi. Rồi xong rồi. Lên bảy bám đỡ ra. Chạy cứu cậu tôi. Cứu con. Má muốn chết rồi trời. Mẹ đây. Rồi dứt rồi, táp ra. Hai cứu tôi. Anh Phú anh níu lại bằng tay kìa. Trông cao thế này sao vậy? Ông táo không được, ngã sau ông táo mới được thì dựng lên. Rồi, táo dựng lên đây. Ông táo vừa ăn gian bà cố luôn á. Rồi để cho hai gà đá ra rồi. Trời trời, ông gà tôi yếu dưới trời. Một hồi á, nếu mà nó ngã xuống vậy nè, đó không? Ông Tám á phải dựng lên vậy nè. Nè. Đứng lên, đó. Đứng lên. Đó. Đứng chưa? Đứng lên vậy mà đứng. Dựng lên ông Tám đi nè. Rồi ông Tám thả ra cho người ta đi chứ. Tao giờ tao đi hết nổi không mày. Mày già lâu quá. Bán tám chờ anh Giang. Bán tám chờ anh Giang cái tiền cả thôi. Mày ra làm mày, ông tao kéo mà đau tao. Mày ra nhà lắm. Điện tám vậy? Chứ để chạy chạy đâu mà chú? Gì vậy? Đây con cục bôi nè. Cục bôi nè, tám đây. Chú miên nha. Cái trò mà kéo bao bố. Cha nào kéo tao giục ra tao, giục tao qua mày cái mương đó. Anh Phước cậu bảy. Đó bây giờ. Thì bây giờ tao lấy tiền bỏ túi rồi ở lại đây chơi đi. Tao kéo qua kia tiếp. Rồi chơi đi. Nó làm gì đây? Cậu bảy hả? Rồi ông chạy ra. Lăn đi đâu? Lăn nè. Cầm cái đón cho ổng đây, rồi. Đi. Đi ông Tám. Chú Miên ơi. Ở đây. Đi ông Tám. Chú Miên ơi. Chú Miên ơi. Chú Miên ơi. Chú Miên ơi. Sao sao nào, nó đồng bộ với nhau. Chú Miên ơi.
Vĩnh Biệt. Ở đây chơi nha. Ủa sao nó hôm qua dám kéo thả tao xuống cái ao con nhúc. Chú Miền ơi, chết luôn. Không, bây giờ là mình đi về á thì nó không có kịch tính. Mình phải ngồi đây nè ông Tám, nhưng mà mình đừng lụng tới. Thôi ông Tám, lâu dám ngồi, lâu dám ngồi. Anh hai là tiền, anh hai đâu rồi? Túi à? Tao trên tay đâu rồi? Mày hỏi là mày cầm dây cầm. Gớt cái con lụm á. Nè 500 nè, lại lấy giùm cái. Ông kiếm luôn được cái tay à. Không. Sao nó buồn gì cứng. Chết mẹ chạy này á. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Trời xấu. Tốt rồi. Cứu con. 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 Cứu con.